Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại vào kênh YouTube của mình nhé. Thì anh em thấy anh em ạ, bây giờ đang là khoảng 9 rưỡi sáng mà mình rất buồn ngủ luôn. Đang ngủ thì nhận được cuộc gọi của một tiểu thư bảo là đi rủ đi lượn, đi chụp ảnh. Thôi, mình cũng không định đi đâu nhưng mà thôi. Vì may mà bà ấy là con gái ấy, mình đi đấy, chứ bình thường nhá, là con trai thì mình cũng rủ của gì mình cũng không đi đâu. Đấy, mà thôi, mày con gái đi nhá. Đi, đấy, xem mình đây. Thì giờ dắt xe ra anh em nhá, dắt xe rồi, dắt xe đi rồi. Thì trước khi dắt xe thì anh em cho mình chơi game kia ấy nhá. À, thì đây là con game mà như anh em chưa biết là con game Cao Win 68 anh em ạ. Rồi tụi mình đăng nhập vào đây nhá. Anh em mà đăng nhập số điện thoại anh em ạ. Tụi mình sẽ vào đích mình nhá. Ok, thì đây là giao diện chính của con game này anh em nhá. Đấy, nó rất là còn đang có sự kiện này, liên kết này. Đấy, chung là chia sẻ này, khảo sát này và mình rồi có sự kiện này, nhận báo danh này, nhận tiền này. Đây cái cách nạp tiền anh em nhá. Rất là nhiều cách nạp tiền luôn. Đấy. Ok, thì đây là nói chung là mình cũng giới thiệu nhiều rồi, giờ cũng chẳng giới thiệu nhiều cho anh em nhỉ. Liệu qua qua thôi, thì giờ mình sẽ chơi thẳng game thôi nhá. Anh em chơi game hôm nay làm ván tài xỉu đi. Tài xỉu nhá. Ok, làm tài xỉu nào. Ok, giờ mình sẽ chơi thử một hai ván cho anh em xem nhá. Ok, thì đây 300 nghìn mình đặt tài 300 nghìn đi. Anh em đừng ăn dày quá nhá. Anh em ăn một ăn vài trăm nghìn một ngày nhá, chứ đừng ăn dày quá là không ăn được đâu. Đấy. Ok, húp rồi. Ok, giờ mình sẽ húp rồi thôi anh em ạ. Rồi mình sẽ ra ngoài giao diện chính nhá. Ok, thì ngoài bài xỉu ra thì anh em biết rồi đấy, rất là nhiều game luôn, giao diện rất là đẹp. Ok đấy, thì giờ sẽ là chỗ đổi tiền đây này, góp vào đây anh em này, anh em vào nó đây đổi, rút rút tiền đấy, anh em liên kết số tài khoản vào nhá, mình có tài khoản đây rồi thì anh em chỉ cần, nếu mà anh em có tiền đấy, tiền thưởng anh em muốn rút về anh em chỉ cần rút ở đây thôi, đang liên kết số tài khoản vào 2 phút là rút được tiền nhá. Đấy thì anh em là có thử thì mình muốn có muốn thử thì anh mình sẽ để link ở phần mô tả nhá, với cả mình sẽ để link ở phần comment nhá, mình sẽ ghim vào nhá. Ok, giờ mình sẽ đi nào, rồi quất nhá, cảm ơn anh em đã xem nhá. Ôi xong. Sao tối mặt luôn. Sao đến chưa nhỉ? Ngõ 93. Ở sao đấy rồi đấy. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xe bà đâu? Hả? Xe bà đâu? Ôi, hỏng rồi. Không hỏng. Hôm nay bảo đi ra chỗ kia rồi đi xe vào đâu? Trời ơi, hả? Xe xem đâu? Ôi trời em nó đi học rồi. Đi học á? À? Sao lại đi học? Hôm nay tưởng tưởng đi đi xe mà. Sao học đúng lúc? Bây giờ em có kiểu biết để đi lên trường ấy. Lên trường á? À? Sao lại hôm nay tưởng hẹn đi đi xe sao lại lên trường? Em học đúng rồi. Học đúng lúc thì làm sao được? Học nhưng mà sao lại lên trường? Việc gì đấy? Trời em đi muộn rồi. Thôi đến trường thì em đi đi rồi. Thôi anh đi làm được. Thôi để anh đi làm được. Em đi lên trường đi. Thôi đang làm em muộn rồi. Anh làm gì? Em làm Grab ấy. Điều không? Thật mà. Bình thường là hôm nay chết quên. Bình thường là anh có cái áo Grab mà. Nhưng mà hôm nay không mang. Hôm nay tưởng 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 đi 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 chở xe. À tưởng hôm nay tưởng đi 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 chơi. Nhưng mà nhưng mà anh phải đi làm, nhưng mà tới đi chơi thôi, không đi chơi thôi. Làm gì chạy xe, chạy xe ôm ấy. Thật. Chạy xe ôm. Thật mà không tin à? Thật. Bây giờ chở em luôn đi, em bốc luôn. Anh mở hàng chưa? Chưa mở hàng đúng không? Thì tất nhiên chưa mở hàng rồi. Thế mà em mở hàng luôn gì? Thế học trường nào? Học giao thông vận tải. Giao thông vận tải á? Học giao thông vận tải. À ừ. À ừ, hên từ lên đấy anh lấy 50.000 nữa. Ờ thì cũng được à? Được. Ờ được thế đi. Ở đây 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 đi 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 lên. Lên 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 xe lên xe. Phải đi nhá. Ok. Bao tiền tầm này bao tiền phải đi á? Ừ, tầm thế 500.000 đi nhá. Hả? 500.000 đi nhá. 500.000 để em đèo anh. 500.000 để em đèo. Thôi, anh lấy 50.000 thôi. Thế đi nhá. Chốt giá rồi nhá. Chốt thế chốt giá rồi nhá, đi nhá. Được rồi rồi.
Con bên Thủ Lệ à? Đại học Giao thông Vận tải à? Ngồi đi thôi. Bay đúng không? Chiều bay đúng không? Ở đến nơi rồi đấy. Của em đã hết tiền. Đến nơi rồi đấy. Đi học vui vẻ nhá. Cái gì? Anh đi làm tiếp. Làm tiếp rồi. Sao? Chạy xe tiếp. Chạy xe ôm. Điểm gì? Hôm mà em đi học tầm mấy tiếng đồng hồ thì anh vào đấy ngủ à? Bây giờ mấy tiếng đấy anh đi ra, anh đi ra ngoài anh kiếm được mấy trăm nghìn đấy. Ờ. Đâu đây em tí, đây em tí. Tầm khoảng 200 nghìn đấy. Em nhìn anh thế thôi nhưng mà anh đông khách lắm. Mày đừng có bốc phét. Ờ. Cắt tí, 200 nghìn là đúng rồi. Thôi bây giờ anh nếu mà có khi anh kiếm được 100 nghìn đấy. Bao gì? Em bao. Bao cả, nghĩa là bao cả sáng ngay luôn. Ừ. Thật luôn. Uy tín không? Uy tín không? Chưa tín nữa. Thôi được rồi. Không chờ em. May cho em nhá, may cho em là hôm nay là anh không phục khách đấy. Thôi em đây, anh chở em thẳng vào trong trường luôn. Ừ. Hả? Ừ thì em nuôi lên trên. Em phải chỉ với anh làm gì biết chỗ đâu. Nếu bò nhá. Nếu bò nhá. Không là không công đâu. Vé đâu đây? Đây à? Cô ra lấy vé với. Cầm vé đi. Ôi dồi. Giờ kiểu chỗ đổ xe là, để xe là hơi khoai đấy. Ờ thế này được. Ờ thế nào này. Em cầm vé của anh rồi đúng không? À? Em cầm vé của anh rồi đúng không? Xem này, cầm vé của anh. Em sẽ anh trốn à? Vâng, cho nó dắt xe mà. Đây. Đẩy xe lên. Ui dồi, 100 độ. Khổ thật cái xe. Ui dồi. Xe có sợ mất không? Đó, để xe này nhá. Thế giờ, anh đi cùng em luôn này. Lên lớp luôn. À ngoan đi rồi tí thưởng à hay phạt? Thôi. Tí thưởng hay phạt? Được phạt đúng không? À phạt à? Ừ, được phạt nhá, phải bị phạt không? Wow. À ừ được phạt à? Được, thế được được đấy.
đi. Đây các bạn, hôm nay là bà lấy bảo vệ cái lễ dự án tốt nghiệp ấy, mình vừa lên xem chán quá, mình phải xuống căng tin mình phải xin phép thôi. Anh đi xuống, anh đi ra ngoài cổng trường, anh ăn cái gì cho nó ngon chứ. Hồi đây anh không trả hiếu các mẹ gì cả. Khổ. Cuộc đời của anh thì thật là quá giờ trưa rồi mà mãi chưa được ra. Lạ thật, không biết làm cái gì trong đấy. Quá rồi, cả giờ trưa rồi. Bà làm gì, bà ấp ủ với ai trên đấy mà bà mãi chưa ra. Cứ phải tính thêm tiền rồi. Thế kiểu gì kiểu mình phải tính thêm tiền chờ đợi. Thế hôm nay sao? Thế tốt nghiệp hôm nay sao? Tốt nghiệp qua rồi. Qua à? Thế qua rồi thế ấy không? Ừ. Tốt nghiệp hôm nay là thành công mỹ mãn à? Ừ. Hôm nay thế anh có lại có phần thưởng với em rồi. Là đó chính là Free tiền xe đúng không? Không. Đó chính là tính thêm tiền chờ đợi. Anh đợi em 30 phút anh tính thêm 30.000. Chờ đợi là hạnh phúc. Không, chả hạnh phúc tí nào, mỏi hết cả chân. Không. Mấy ở chân luôn, chả hạnh phúc thế nào luôn. Bao nhiêu? 30.000 đưa anh Phúc, à tiền chờ đợi. Thôi nào, vậy là tốt nghiệp. Đúng rồi, em mua em bò. À bò ạ, thế ra em sướng nhỉ. Học anh ngày xưa anh do hoàn cảnh khó khăn nên thành ra là chả được học hành đến nơi đến chốn ấy. Chả có biết cảm giác của tốt nghiệp nó là như thế nào. Không phải đi. Ơ thật. Thật mà. Thế luôn. Thật. Chả biết cảm giác tốt nghiệp nó là như thế nào luôn. Không tốt nghiệp vẫn có xe đi. Ừ, thì xe là anh gọi là quà khởi nghiệp hiểu không? Đấy là anh khởi nghiệp. Wow. Khởi nghiệp nên mới có khởi nghiệp làm Grab ấy, mới có xe đấy để đi. Chứ mình không có xe nào để đi. Đúng không? Thế em cũng muốn khởi nghiệp. Khởi nghiệp như anh em cũng muốn khởi nghiệp. Khởi nghiệp đi. Nhưng mà sao? Anh đầu tư à? Không. Thế đầu tư có lái không? Ừ? Có lái không? Lái thì chưa đôi. Đôi. Đây là 73. Hôm nay là vui này có trả tiền xe không? Có tiền gửi xe không? Ngồi có tiền gửi xe mà không đòi nữa. Anh nghĩ sao? Chị khổ anh hoàn cảnh khó khăn thì làm gì có tiền gửi xe đâu. Người ta đã bao phòng. Người ta đã bao cả ngày rồi. Có gì gửi xe không? Không biết. Hả? Thôi để anh gửi cũng được. Ôi rồi, ôi rồi. Đi nào, lên. Lên xe đi em ơi. Được chưa? Chắc chưa? Ồn ào quá. Còn vé đúng không? Chết bãi xe. Thế này tao cứ phải tính vào ô tô. Khổ. Chưa cháu hiểu sao không ai dám đi xe này rồi cô ạ. Nó cồng kềnh quá. Cháu phải bán thôi, nó cồng kềnh quá. Khổ lắm cô ạ, khổ lắm. Xô sướng đi đâu. Mày đừng có bốc quét. Ôi dồi, đồng thế.
Sao đây? Mỏi tay mỏi lưng quá. Mỏi tay mỏi lưng á? Ôi, em chịu lắm. Tưởng đây là sở thích của em. Nhưng mà ngồi, em không ngồi sau bao giờ. Ngồi sau rồi à? Thế giờ hiểu chưa? Rồi. Hiểu khổ chưa? Sự ra sung sướng đi đâu, anh bọn anh làm Grab này sung sướng đi đâu. Bây giờ đi ngày thẳng à? Thẳng à? Ừ. Từ sau trưa nữa. Sau đi đi, anh vẫn giảm giá cho. Trả lần sau à? Và nhiều lần sau chứ. Sang kia nhá. Hết tiền. Của em bao nhiêu? Của em á, tính tiền gì? 50.000 lượt đi này, 50.000 lượt về này, là 100.000 mới cả 100.000 tiền đợi này, 30.000 tiền chờ này, 30.000 tiền đứng bù bonus thêm ấy. Và tổng là 240.000. Anh nhầm. 230.000. 230.000. 230. Ờ. Rẻ thế? Rẻ á? Thế mà còn rẻ á? Hơn triệu. Hơn triệu, thế thì lần sau, hơn lần sau. Đổ tiền đổ xăng không? Hả? Đừng lấy tiền đổ tiền đổ xăng không? Đủ. Tuy không đủ đâu nhưng mà thôi, thôi thì em là sinh viên nên anh lấy giá sinh viên thôi. Ừ. Thêm chuyển khoản hay là tiền mặt nhỉ? Em quét mã đi. Quét mã à? Ừ đây. 230 đúng không? Ừ 230. Ai quét đi. Quét chưa? Quét nhanh lên. Được chưa? Ok. Thế này, cho anh hỏi em sinh viên này thì ấy không? Hả? Em sinh viên em là ở đây với ai? Ở mình. Mình luôn. Mình. Bây giờ có rảnh không là anh bên anh công ty anh đang có cái nhiều ưu đãi lắm. Ưu đãi gì? Công ty của anh ấy. Công ty anh hả? Ừ. Ưu đãi gì? Ưu đãi cho người đi xe hả? Ừ, công ty của anh ấy. Không có lần sau đâu. Em mệt mỏi lắm. Sao lại không có lần sau? Trời ơi. Cái tay của em. Bây giờ nhá, em chưa nghe ưu đãi thì em làm sao biết được? Nói công ty biết công ty gì không? Công ty to lắm. Công ty gì? Công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ mình tôi ấy. À chỉ mình anh ấy. Nhưng mà thật công ty anh còn có nhiều ưu đãi dành cho sinh viên, học sinh sinh viên đúng không? Thì em sắp cũng sắp ra trường rồi đúng không? Thì em đang tranh thủ ưu đãi đi. Ví dụ kiểu em đăng ký luôn cả vé tháng vé năm gì đấy chẳng hạn thì em sẽ được cái ưu đãi gì. Nói chung là ưu đãi như nào thì anh nghĩ là giờ
bàn ở ngoài đường nó ẩm, nó ồn, nó không kiểu nó không rõ ấy. Giờ mình đi vào trong mình bàn thôi, có gì mình rõ hơn. Sao đây? Phải cho giày vào đầu anh. Vớ vẩn tí. Thôi cảm ơn. Thế trong nào bây giờ em chẳng phải đi đúng không? Em đi của anh rẻ hơn ở ngoài chán nhiều. Mà đau lưng có tiền chữa lưng không? Có tiền chữa xương khớp không? Nói chung là anh có mấy cái dáng nó chữa được lưng. Cho nên yên tâm. Mấy cái kiểu ưu đãi nó vẫn cả có cả chữa lưng mà. Cảm giác sao cũng như các kiểu à? Đúng rồi. Thì đấy nếu mà thôi thì em có số điện thoại rồi đấy, thì có gì có gì tối nay hoặc là tí nữa chẳng hạn, hoặc là mai đi cho anh, bây giờ anh phải tắm rửa cho nó mát mẻ đi, lấy tắc đường quá. Thì đấy, mai nhá, mai có gì nếu mà em dành hôm nào lúc nào giờ nào ấy em cứ gọi cho anh, cho anh đến phi thẳng ở nhà luôn, chúng mình vào nhà bàn cho nó rõ, hiểu không? Ngoài đường ồn đấy chứ, bíp đấy chứ, còi ô tô cứ như này để mà làm sao mà không lẫn được. Đúng rồi. Công ty anh có dịch vụ cho thuê người yêu không? Hả? Có luôn, có hết luôn. Ừ. Có. Ừ. Không có, có số điện thoại đấy. Chút là thuê người yêu như nào, nhưng mà nói chung là em muốn thuê kiểu gì ấy, thì tí nữa hoặc là mình vào mình bán luôn, hoặc là mai cũng được. Mai nhá. Ừ, về nhá. Nếu mai nhá, mai cứ dậy cứ tắm rửa sạch sẽ thơm tho đi rồi anh qua, anh coi rồi bảo là anh qua luôn, thấy chưa? Nói chung là em yên tâm, dịch vụ này thì ưu đãi này, dịch vụ nhất là dịch vụ cho thuê người yêu nhiều ưu đãi lắm, nhiều cực. Em cũng tin tưởng anh, đảm bảo luôn, em không thích từ A đến Z luôn, từ trên xuống dưới luôn, chọn đời luôn, chọn đời cũng được đấy, chọn đời thì cái giá lại càng rẻ cơ. Ừ, hình như là free luôn cơ. Ừ, đấy thì cứ vào đi rồi chung là còn chi tiết như nào thì anh sẽ chi tiết như nào, hay là từ trên xuống dưới chi tiết như nào thì có lẽ thì anh với em đi vào trong bàn sau, chứ bàn ngoài đường này nó không hay, hiểu không? Nó ưu đãi dành cho chỉ dành cho những người kiểu như em thôi, chứ những người khác nghe, người ta nghe thấy người ta lại ghét tị. Ừ, nhá, thôi cứ về đi nhá. Đấy thì sao mỏi tay mỏi chân à? Mỏi tay có mỏi lưng không? Có mỏi tay mỏi lưng không? Đấy, dịch vụ đấy có cả mát xa tay mát xa lưng luôn chứ. Không, bây giờ anh bảo anh mát xa tay mát. Mang em vào dáng sport city nhá. Không, bây giờ này nhá, đằng nào em cũng mỏi tay mỏi lưng rồi thì giờ thôi anh vào anh test thử trước cho em thử cái cảm giác mấy cái dáng nó đỡ mỏi tay mỏi lưng. Đảm bảo luôn, đằng ấy lưng em thẳng thẳng đang vẹo này là thẳng luôn. Hiểu không? Sao mà vẫn vẫn vì lưng em đang vẹo vẹo như vậy, anh mắt anh làm cho nó thẳng lên này còn gì nữa. Sao có nhu cầu Facebook? Ok. Thì mai nhá. Mai mình cũng qua mình bàn trước, mình làm giá trước. Đặt chỗ trước. Bây giờ gần Tết rồi, khách lượng khách đông lắm. Chạy show à? Ừ, chạy show lắm, thế là không có chỗ nhiều đâu, không có nhiều chỗ trống đâu nhá, thấy nhá. Thôi về nhá. Cảm ơn em đã sử dụng dịch vụ nhá. Nhớ mai đấy, mai anh chờ điện thoại nhá. Nhớ là lưng đau, tay đau hay là gì, một cái gì mỏi cứ bảo anh nhá. Thì cả hôm nay mông mỏi cứ bảo anh nhá. Ờ, vậy đó, bye bye. Mấy trăm nghìn đi taxi mà ăn đi được, đi xe ôm mà vẫn bảo rẻ, lạ thật. Gái nhà ai mà giàu thật, giàu quá đang có thể vậy, giàu quá. Ai lấy info mình cho này, em phải like nhiều vào nhá. Giờ mình đi tìm khách tiếp đây, vợt xem có được em sinh viên nào nữa không.